hôm nay trời tuyệt là đẹp. Mời các bạn tham quan thành phố New York bằng trực thăng với mình nhé. Xin mời. Let's go. Rồi, Steve and Edward, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, cái người phi công của mình là Steve, một anh chàng rất là đẹp trai. Nhưng rất tiếc là các bạn không được ngắm trai đẹp, bởi vì là chúng mình phải đeo cái khẩu trang, vì theo quy định của chính phủ là phải đeo cái khẩu trang trong cự ly 6 feet. Mà mình đó thì ngồi trong trực thăng như thế này đó thì là hai người chỉ cách nhau có vài cm thôi. Bây giờ là Steve đang chuẩn bị để điều khiển cái chiếc trực thăng bay lên. Bây giờ bắt đầu trực thăng cất cánh các bạn nha. Khi mà cái style Steve nhấc lên thì có nghĩa là trực thăng sẽ bắt đầu bay lên. Rồi, các bạn đã thấy bắt đầu trực thăng đã rời khỏi cái sàn đậu trực thăng để chuẩn bị bay một cái tour mời các bạn tham quan cái thành phố Manhattan từ trên cao, có nghĩa là từ trên trực thăng. Cái trực thăng thì được làm bằng kính toàn bộ các bạn, phần nửa phía dưới là kính, nói chung là một nửa 60% là kính đó các bạn. Và bây giờ mình đang đi ở đây là cái cửa biển, cũng giống như là từ cái cửa biển là từ sông Hudson đổ ra. Cái thành phố New York đó thì là một phía bên kia là thành phố New Jersey, các bạn nhìn thấy là thành phố đang nhìn trên là thành phố New Jersey, bởi vì thành phố Manhattan đó thì được bao bọc bởi hai dòng sông, là phía bên sông bên này đó là dòng sông Hudson và bên kia là dòng sông Đông, gọi là East River và Hudson River. Và phía bên kia của bờ sông cũng giống như là phía bên kia của Sài Gòn mình là Thủ Thiêm đó, bên kia là Thủ Thiêm đó các bạn. Thì bên ở thành phố Manhattan thì phía bên kia sông là Hudson, là cái thành phố New Jersey, thì thuộc bang New Jersey, là hai thành phố khác nhau và hai bang khác nhau. Còn đây là Staten Island, là một cái đảo nhỏ và cộng với bốn cái thành phố khác thì tạo thành thành phố Manhattan, gồm có Manhattan, Staten Island, rồi Brooklyn, Queens and Bronx. Bây giờ thì mình hôm nay đó là mình đi trực thăng bởi vì trời rất là đẹp và đang là sunset, cho nên là các bạn cũng biết đó là trước đây trên cái dòng sông Hudson này đó thì có một cái chiếc máy bay nó bị rớt, không phải là rớt xuống các bạn, nhưng mà vì lúc đó có một cái bầy chim nó bay vào động cơ của máy bay, làm cho cái người phi công họ không có bay được nữa, cho nên họ quyết định là không có chỗ nào để dừng, không thể bay về thành cái sân bay gần đó là JFK hay là Korea, cho nên họ phải đáp ở trên dòng sông. Và khi mà họ đáp trên dòng sông như vậy thì lúc này là dòng sông đóng băng, nên họ đáp trên cái đặt băng đó. Và cái người phi công đó và cái phi hành đoàn đã cho tất cả những hành khách của mình, 700 hành khách đó, đi ra cái cổng thoát hiểm, đi ra khỏi cái cửa thoát hiểm và đi bay trên hai cái máy bay. Nên các bạn vừa nhìn thấy cái chiếc máy bay đậu trên dòng sông, trên đặt băng của dòng sông với sân này. Đây là một cái sự kiện coi như là rất là, nói chung là thể hiện cái sự anh hùng của người Mỹ vào cách đây khoảng độ 12 năm các bạn ha. Bây giờ thì cái chiếc trực thăng của mình sẽ đi dọc theo cái dòng sông Hudson để lên phía bắc của thành phố. Thì bởi vì chúng ta xuất phát là từ cái mũi thành phố và chúng ta sẽ thấy được cái tượng nữ thần tự do đặt trên cái đảo của tượng nữ thần tự do luôn các bạn nha. Thì sau khi mà cái đảo tượng nữ thần tự do là giống như là cái bức tượng được đặt ngay cái vị trí welcome vào thành phố New York. Và bây giờ đó thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái tòa nhà cao ở trên màn hình. Đây là tòa nhà One World Trade Center, là cái tòa nhà được mới xây và cao nhất nước Mỹ bây giờ, với cái chiều cao là bằng 1.5 tầng lầu của nước Mỹ, là 1667 và feet. Và gần đây là cũng là cái tòa nhà cao nhất nước Mỹ, nhưng mà cao thứ 5 của thế giới thôi, chứ không phải là cao nhất thế giới. Và thành phố Manhattan đó các bạn là nó được ôm bởi hai cái dòng sông Hudson và sông Đông, nên tạo thành một cái vùng đất rất là phong thủy, rất là tốt cho nước Mỹ. Và bây giờ thì chúng ta đi bay về phía cái gọi là Midtown, mà mình làm trong những video khác đó là mình giới thiệu về Park Avenue hoặc Fifth Avenue, có nghĩa là đại lộ 4, đại lộ 5 và những cái khu của tỷ phú sống. Thì đó là đây là cái khu trên màn hình là các bạn sẽ nhìn thấy, đó là cái khu Midtown với rất là nhiều tòa cao tầng. Một tí nữa trên cái phía bắc của Midtown sẽ đến cái khu gọi là Central Park. Trên màn hình các bạn bây giờ đó là khu Midtown, thì có thể nói là khu Midtown là có nhiều tòa nhà cao nhất. Bởi vì sao các bạn? Vì ở đây là toàn bộ cái thành phố Manhattan là đã hoàn cương,
nên cái việc mà xây dựng những tòa nhà cao ở trên đây thì cũng rất là tiện cho cái ngành xây dựng của Mỹ. Và các bạn cũng biết là ngành xây dựng của nước Mỹ là phải phát triển đầu tiên và lớn nhất trên thế giới vào thời đó. Đó là các bạn nhìn thấy như vậy thì có rất là nhiều nhà cao tầng ở đây. Và cái khu trong thành phố Manhattan chia ra rất nhiều khu, ví dụ như khu Chelsea, khu Soho, khu Hell's Kitchen. Là Hell's Kitchen là giống như là có rất là nhiều nhà hàng ở đó. Ví dụ vậy đi, thì khu Midtown là những cái khu mà những cư dân và những ví dụ như bậc tỷ phú hoặc là multi-billionaire, có nghĩa là nhiều triệu đô ở đây. Đó là cái khu này thì có nhiều cái tòa nhà rất là sang trọng và rất là đẹp. Thì riêng cái việc mà một square feet thôi đó thì là giá của nó khoảng chừng từ tệ lắm khoảng từ 20 đến 30 ngàn đô la. Đó là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề các bạn mua là vấn đề dễ dàng rồi. Một căn hộ có thể là 3 triệu, 5 triệu hay 50 triệu hay là 250 triệu ví dụ như vậy. Nhưng mà các bạn biết sao không? Cái điều quan trọng nhất là đóng cái thuế và cái mình chi phí. Ví dụ như bạn mua một căn hộ nha, ví dụ như trị giá khoảng 3 triệu đô thôi, thì hàng tháng bạn phải đóng thuế và cái phí bảo dưỡng là 5.000 đô. Đó, ví dụ bạn 5.000 đô, 10.000 đô tùy bạn. Cho nên cái phí đó mới là phí làm bạn các bạn nha. Rồi, thì bây giờ đó các bạn sẽ cái dòng sông, trực thăng sẽ quay ngược trở lại thành phố và các bạn sẽ nhìn thấy là cái cầu ở trên màn hình đó là cái cầu Brooklyn. Đó là như vậy. Và xong rồi thì là chúng ta sẽ đi ngược lại thành phố để chúng ta sẽ thấy. Và cái trên đây là cái trường đại học Columbus, là trên phía bắc của thành phố đó, phía bắc của cái Central Park là có đại học Columbus, là cái trường đại học rất là nổi tiếng, được vào top 5 của nước Mỹ. Bây giờ thì trực thăng của chúng ta đi ngược ra phía cửa biển và bay lên trên dòng sông Hudson. Và khi ra đến cửa biển thì các bạn sẽ thấy một cái đảo nhỏ, và trên cái đảo đó sẽ có tự lực tự do. Còn ở đây đó là một cái mũi của thành phố Manhattan, và ngay cái mũi này các bạn sẽ thấy có nhiều cái pier, có nhiều cái drop, có nghĩa là nhiều cái bãi đậu thuyền ra. Thì vào mùa hè đó các bạn sẽ đầy đèo đậu kính các du thuyền của các bạn. Còn bây giờ thì mình rất ghét mask, đeo khẩu trang nên mình cởi ra để thở một tí xíu. Rồi, cách tiếp tục là chúng ta sẽ tham quan và nhìn thấy cái thành phố Manhattan, ngay cái mũi của thành phố Manhattan từ phía trực thăng. Và các bạn sẽ thấy cái dòng sông phía bên kia, đó là dòng sông Đông, nơi bắc qua hai cái cầu rất là nổi tiếng, đó là Manhattan and Brooklyn. Được làm bằng kính, coi như phía dưới là bằng kính, ở phía dưới là cái chân của mình. Thì khi mà các bạn bay lên cao đó mà nhìn ở dưới là kính thì tạo cho các bạn có một cảm giác rất là sợ. Nhưng mà các bạn mà đã đi quen rồi đó thì các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị, đó, rất là hay là như vậy đó các bạn. Mình đó thì mình rất thích đi trực thăng. Nói chung là mình đi đến bất cứ cái thành phố nào trên thế giới này mà có trực thăng là đều đi hết. Nhưng mà vì ví dụ có một cái lần mình về Việt Nam đó, mình có đi trực thăng lên Điện Biên Phủ đó, thì mình hơi sợ bởi vì trực thăng ở đó nó rất là cũ nên mình không có dám đi. Một chiếc trực thăng ở Mỹ đó các bạn thì nó trị giá khoảng từ 1 triệu 2 đô cho đến 15 triệu đô một chiếc trực thăng. Cái trực thăng mình mà đang đi ở đây á thì trị giá khoảng độ 5 triệu đô. Đó là như vậy. Thì ở người dân Mỹ á thì có rất nhiều người có trực thăng đó các bạn, cho nên đó thì họ có trực thăng họ tự lái, họ có họ trực thăng họ có phi công riêng, ví dụ như vậy. Và một cái tour đi như vậy đó thì mình thường đi có thể là mình đi khoảng độ nửa tiếng hoặc độ 11 tiếng hay 15 phút tùy theo cái thành phố đó. Thì trước đây đi ví dụ như trong mùa hè thì nhà mình đi trực thăng ở Yellowstone hoặc là South Dakota ví dụ như vậy. Và bây giờ thì cái trực thăng đó các bạn nhìn thấy trên thành phố này thì các bạn sẽ thấy là trực thăng đó chuẩn bị đáp xuống thành phố
đáp xuống một cái bãi đậu trực thăng, bởi vì trực thăng là phải có bãi đậu riêng, phải đáp xuống. Và ngay đây là cái mũi của thành phố Manhattan, cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy đi một cái tour đi trực thăng, đi ngắm bất cứ một cái thành phố nào từ trên cao đó thì rất là tuyệt vời. Hy vọng là sẽ ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội sẽ có những chiếc trực thăng mới hơn để chúng ta sẽ được ngắm thành phố của chúng ta từ phía trực thăng, hoặc chúng ta sẽ đi trực thăng từ Sài Gòn ra Nha Trang rồi hoặc Đà Lạt. Chúng ta là vô cùng thú vị để quay lại thành phố Manhattan. Và các bạn thấy rồi đó, đi trực thăng thì rất là thú vị. Hy vọng là khi mà các bạn đến thành phố Manhattan đó thì mình sẽ có dịp gặp các bạn và mời các bạn đi trực thăng nhé, để tham quan thành phố Manhattan từ trên cao, thêm cái thành phố của mình sinh sống đó, thì nó đẹp đến mức như thế nào. Rồi, cảm ơn Steve rất là nhiều đã cho mình một cái chuyến tham quan thành phố Manhattan bằng trực thăng vô cùng là thú vị. Bây giờ đi trực thăng đến thành phố Manhattan rồi, các bạn nghĩ bây giờ mình làm gì đây? Thôi, bây giờ chúng ta cùng đi ăn tối ở một cái King Steakhouse, một cái nhà hàng cổ nhất về steak ở Manhattan. Xin mời các bạn nha, xin mời. Ngày hôm nay á là một ngày thứ sáu cuối tuần, mình quyết định sẽ đến ăn một cái nhà hàng cổ nhất của thành phố New York, thành phố Manhattan. Cái nhà hàng đó gọi là King's Steakhouse. Và các bạn biết cái nhà hàng này đó, nó được xây dựng năm 1887, là rất là cổ. Và những cái món ăn của nó thì rất là tuyệt vời. Một tí nữa mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái thịt bò ở đây như thế nào. Nhưng mà trước đó mình nói là nó nổi tiếng như thế nào. Ví dụ như là anh Stan đã từng tới đây ăn. Rồi một nhà văn nổi tiếng Stephen của Mỹ cũng đã ăn. Và đặc biệt có một vị tổng thống mà duy nhất được làm 3 nhiệm kỳ ở Mỹ, đó là tổng thống Roosevelt trong thời chiến tranh thế giới thứ hai cũng đến đây ăn. Bạn biết tại sao biết không? Bởi vì người ta thu thập được 90.000 cái tẩu thuốc. Ngày xưa cái tẩu thuốc đó các bạn là ai cũng hút đó. Và thời đó người ta đi xe ngựa, nên ta đem cái tẩu thuốc đó đến đây đó các bạn, thì là người ta sẽ để lại, bởi vì nó bằng xanh xứ đó, cho nên nó sợ bẹ và để lại. Mà sau đó thì không còn một thuốc như vậy nữa. Nên nhà này là tổng thống bán được 90.000 cái tẩu thuốc. Và hình ảnh trên tường này là tất cả những, coi như là những người rất là giàu có. Và đặc biệt nói với giàu có đó các bạn, thì có một người là ông chủ của ngân hàng JP Morgan, là ngân hàng lớn nhất thế giới, đến đây ăn. Hôm nay bạn sẽ thưởng thức ngân hàng bao nhiêu thế nào. Đầu tiên rất là trùng, rất là thịt. Bây giờ mình thử món bánh mì với chi. Mình nói nha, trình tự ăn tối của mình Mỹ các bạn là họ uống cocktail chung với thịt, thì mình chọn cho mình cocktail này là cái đặc trưng của nhà hàng này là New York sour, là cái là New York chua. Và đầu tiên là mình order cái món cho một appetizer là món thicket bacon, là một cái loại, đây là thịt bacon. Thịt bacon có nghĩa là thịt thịt ba rọi của mình đó các bạn. Và người ta sẽ cắt nó ra và người ta nướng nó. Và như vậy thì ăn với rau trời. Rất là ngon. Cái này là nó nướng cái lại một dạng cái như là nướng cái lại dưới mà cái dạng như thế này. Blue cheese, đó mình chi với lại
ground spanner. Không thể nào nó ngon hơn được, quá ngon, rất là ngon. Rồi ở đây á, cái main course á rất là nhiều món ngon, nên mình order hai món. Cái món nhất là món bò, và cái món thứ hai đó mà mình enjoy ở đây đó là cái món dùi cù. Cái món này là mình chưa bao giờ ăn, bây giờ người ta phục vụ lên cái món nó to như thế này nè bạn, nó to như thế này nè, bây giờ mình chưa biết ăn sao luôn. Nhưng mà trước là main course thì phải finish cái cocktail này. Không bao giờ uống cocktail chung với main course các bạn nhé. Rất là ngon. Và mình order một cái loại rau. Bây giờ ha, mình đã cắt thử. Nó to quá các bạn ơi. Cái này chắc phải cả nhà đi ăn mới hết. Biết họ bỏ cái gì vào này mà nó rất là ngon luôn. Để mình thử một cái món rau cái xài biết đây. Perfect, ngon lắm đấy bạn. Mình rất muốn mời các bạn đến nhà. Cái đây là một cái món bò đặc trưng và nổi tiếng nhất của nhà hàng này, là cái món T-bone. Các bạn thấy T này phải không? Chỉ T sao? Bone là xương. Rồi, cái này là Dry Aged Honeymoon. Mình ăn thử trước rồi các bạn thấy. Mình order luôn luôn ăn bò thì mình order cái bò là nó là T-bone. Mình đã cho các bạn nghe là try a có nghĩa là gì, try có nghĩa là khô các bạn. Đây là tuổi, thì tùy theo cái nhà hàng người ta sẽ để cái thịt bò của người ta đó vô trong một cái nhiệt độ vừa có cái nhiệt độ ẩm và vừa có nhiệt độ lạnh. Một cái nhiệt độ nào đó là hoàn toàn bí mật của mỗi nhà hàng, đó là điều đầu tiên. Và người ta để từ 18 ngày cho đến 80 ngày, đó là như vậy, để cho cái thịt bò này nè. Trong cái thịt bò này các bạn biết là cái wagyu là cái thịt bò mà có mỡ đúng không, thì cái thịt bò này có mỡ, thì những cái mỡ nó, cái lớp mỡ xung quanh nó sẽ tạo lên một cái loại vi khuẩn, một cái loại nấm. Rồi xong cái này nấm nó là nấm có ấy nè, người ta phải cắt cái lớp mỡ đi, và người ta mới bỏ đi, và người ta để lại trong này và cái con mỡ. Dry thì cái này là 21 ngày, mà đó là cái loại dry a T-bone 21 ngày, có nghĩa là người ta để trong cái độ ẩm 21 ngày, giống như một cái dạng lên men đó mấy bạn, nhưng mà là cắt cái nó đi. Còn cái wagyu là người ta massage cho bò để cho cái mỡ nó chảy xuyên suốt trong cái thịt bò, để cho khi mà người ta nướng lên á là người ta không có ướt thịt bò mình, người ta không có ướt, người ta chỉ rắc muối, mình thấy muối đây, người ta rắc lên là người ta nướng mình thôi. Đó là như vậy. Thì nó không còn gì cả, rất là ngon. Mà khi ăn thịt bò là phải uống nước vang đỏ.